to live our faith in Jesus. He told us that He considered us our friends. He said once, I don't call you anymore servants, I call you my friends. Và làm sao sống đức tin của chúng ta đối với Chúa Giêsu, nhớ rằng Ngài đã nói, Ngài đã gọi chúng ta, Thầy không gọi chúng con là những người tôi tớ, nhưng gọi chúng con là những bạn hữu của Thầy. I know that for you young people, friendship is the most important, what you like more. Và cho biết rằng đối với người trẻ chúng con, tình bằng hữu là một điều hết sức quan trọng trong đời của chúng con, phải không? So be always aware that Jesus is your friend. Và chúng con hãy ý thức rằng Chúa Giêsu là bạn của chúng con. But you also must be His friends. Và chúng con cũng phải sống như là những người bạn của Chúa. And you can be His friends, becoming like the apostles, the missionaries of Jesus here in Mito Diocese, here in Bajon. Rồi chúng con có thể trở thành bạn của Chúa Giêsu, sống như người bạn của Chúa Giêsu, như các tông đồ chúng con trở thành những nhà truyền giáo tại quê hương giáo phận Mỹ Tho của chúng con và tại vùng đất ba dòng này. Jesus asked you to show to your friends who are not Catholics how is joyful, how is friendship, how is lovely to be Catholics. Và chúng con cần chứng tỏ cho những người bạn không công giáo của chúng con sống đức tin là vui như thế nào để làm chứng nhân cho Chúa. So be credible missionaries of Jesus among your classmates. Và chúng con hãy sẵn sàng trở thành những nhà truyền giáo giữa những bạn bè của chúng con. Because the faith in Jesus is in our heart. Bởi vì đức tin vào Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong tâm hồn của chúng con. It is in all our being. Đức tin này thấm nhập trọn cả con người của chúng ta. As Saint Peter Law said, Thou đã thăng nhắc bao cho chúng tôi đã sao vô thuộc. Cha tử đạo Lù đã nói như vậy. The faith of Jesus is in our heart, is in our mind, is in all our life. Là đức tin và sự hiện diện đời sống của Chúa Giêsu luôn luôn hiện diện trong đời sống của chúng ta, là sự sống của chúng ta. So remember always to be always friend of Jesus and live your faith faithfully. Và chúng con luôn hãy nhớ rằng chúng con là những bạn, là những người bạn của Chúa Kitô, và chúng con hãy sống đức tin của mình một cách trung thành. Rất cảm ơn. Rất cảm ơn chúng con. Một tràng pháo tay thật to. Thank you so much. We greatly appreciate for your meaningful words, and it's really, really, really useful and helpful to our youth, because it will have us to lead a meaningful life of faith and will have us to become a better Catholic. Thank you so much. Các bạn trẻ rất thân mến, và giờ đây chúng ta cùng bước sang phần giao lưu với Đức Công Sứ. Trong dịp cuối tuần này, giới trẻ chúng ta kính xin Đức Công Sứ dành cho chúng con ít phút để chúng con có giao lưu, thời gian giao lưu với Đức Công Sứ. On behalf of this special occasion, we would like you to spend a few minutes with us and share your input with our youth today during this discussion session with the youth. So they will pose the questions to you, and you can share your input with them. Xin mời các bạn trẻ.
Vậy với trẻ chúng con cần phải làm gì trước tiên để củng cố đức tin? Your faith. What if you go recently to the year open? We will open October 23rd with the Holy Father strongly and being taught and this mystery. Our place in the year first was put in the truth to family to be taught by. Come on for this interesting question. Xin cảm ơn chúng con về cái câu hỏi rất là thú vị này. The Pope Benedict XVI in asking the Church to celebrate the Year of Faith wrote the letter titled Porta Fidei, the door of the faith. Và khi Đức Thánh Cha Benedicto 16 công bố năm đức tin, thì Ngài đã viết một thư gửi cho toàn giáo hội có tên là Porta Fidei, cánh cửa đức tin. Why the Pope take this image of the door? Because the door is to be open and to let somebody come in. Tại sao Đức Thánh Cha dùng cái hình ảnh cánh cửa để nói về năm đức tin? Bởi vì cánh cửa là để mở ra để cho người ta bước vào. Do you remember the words of the late John Paul II at the beginning of his pontificate? He said, don't be afraid to open the door of for Jesus. Và điều này cũng nhắc lại cho chúng ta cái lời mời gọi của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị khi vào khởi đầu triều giáo hoàng của Ngài, thì Ngài đã mời gọi đừng sợ, hãy mở cửa ra, hãy mở cửa cho người ta bước vào, của mình bước đến với người ta. Jesus is at our door, at the door of our heart and knocking to ask to enter in our life. Và Chúa Giêsu Kitô, Ngài đứng trước cửa tâm hồn của chúng ta và Ngài gõ để chúng ta mở cửa tâm hồn của chúng ta đón nhận Ngài. And faith is opening the door to Jesus. Như thế đức tin là mở cửa tâm hồn chúng ta đón nhận Chúa Giêsu. But you know, our houses, our churches, after many years, need to be renovated. So also our faith, from time to time, needs to be renovated. Và như chúng con biết, nhà chúng ta, nhà thờ chúng ta qua thời gian lâu thì cần phải canh tân, phải sửa đổi lại. Vì thế đức tin của chúng ta cũng đôi khi cũng cần phải được canh tân trở lại. So, the Pope asked us in the year of faith to renew our faith through a new evangelization. Và Đức Thánh Cha qua năm đức tin này mời gọi tất cả chúng ta canh tân đức tin của mình qua nhờ qua hành động rao giảng phúc âm, phái rao giảng phúc âm. And how we renew our faith with a new evangelization? First of all, with our witnessing, with our lives, faithfully lived according to the gospel of Jesus. Và làm sao để chúng ta canh tân đức tin của chúng ta qua việc tái rao giảng tin mừng? Đó là chúng ta hãy canh tân cái sự đồng tin của mình, sự liên kết của mình với Chúa Giêsu Kitô. So, the Pope encouraged us to celebrate the year of faith in three ways. Và Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cử hành năm đức tin bằng ba cái
có ba cái cách thức sau đây. Professing our faith. Tuyên sư đức tin của mình. To profess, we need to know. So we need to learn deeper our faith, our doctrine. Và để tuyên sư đức tin của mình thì chúng ta cần phải học hỏi với tìm hiểu biết đức tin của mình. Therefore, the Pope asks us to have more catechesis. Và Đức Thánh Cha muốn chúng ta học biết giáo lý nhiều hơn. Secondly, we celebrate our faith. Và điểm thứ hai là chúng ta cử hành đức tin của chúng ta. And the Pope asked us to celebrate the faith in the liturgy, in the church. Và Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cử hành đức tin của mình qua phụng vụ chúng ta cử hành trong nhà thờ. Therefore, he encouraged you to attend the Sunday Mass and to prepare well your liturgies. Và như thế Đức Thánh Cha mời gọi chúng con tham dự thánh lễ và chuẩn bị cử hành thánh thể này đặc biệt. And third, to live your faith with other people. Và điểm thứ ba đó là sống đức tin của mình với anh chị em của chúng ta. Our faith is not only words, it's not only idea, it's also action, it's charity, it's love to the neighbors, especially to the marginalized and the poor. Và đức tin của chúng ta không phải chỉ bằng lời nói hay là bằng những ý tưởng, nhưng đức tin của chúng ta phải thể hiện một cách cụ thể bằng việc làm, bằng cái tình yêu thương đối với anh chị em của chúng ta. So remember in the year of faith to profess your faith, celebrate your faith, live your faith. Và như thế chúng con còn nhớ ba điều này trong năm đức tin. Thứ nhất là cái gì? Là tuyên xưng đức tin. Thứ hai, cử hành đức tin. Và thứ ba, sống đức tin. Các bạn đồng ý không các bạn ơi? Xin cho chúng con vài kinh nghiệm làm sao để có thể nuôi dưỡng đời sống đức tin và nhận ra việc có Chúa luôn hiện diện trong đời sống. Your prayer to the source of Jesus and becoming recently complex. The transition that is gradually overshadowed and worldly temptation becoming more sophisticated. Could you give us some experience of how to nurture through the life of faith and recognize the reasons of the Lord in our life? For your question. Dạ, cảm ơn tôi đã hỏi câu hỏi này. Rejoice in the Lord always are the words of St. Paul to the Philippians. Dạ, niềm vui sẽ an vui theo như thư Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Ê-phê-sô như sau. And we are asked to be witnesses not only of our faith, but also of the joy of our faith. Và chúng ta được mời gọi cũng những làm chứng cho đức tin của mình, nhưng mà chúng ta được mời gọi làm chứng cho niềm vui của chúng ta. And in the world and society of today, joy is something that is missing. Và trong xã hội, trong thế giới chúng ta đang sống ngày nay, dường như cái niềm vui đã bị biến mất. I mean the real joy, because people, also young people, are seeking joy in the present facts of the life. But that is not real joy.
Và cho nói ở đây là niềm vui đích thực. Khi cho nói niềm vui không có trong thế giới này, cho nói về niềm vui đích thực. Và mặc dù như chúng con thấy là những người trẻ, có nhiều người đi tìm cái niềm vui ở một nơi khác, nhưng đó không phải là cái niềm vui đích thực. Often we seek pleasure in having a lot of money, richness, but money cannot give us the real joy. Và chúng ta đi tìm cái thú vui ở nơi khác, tìm thú vui nơi tiền của, nhưng mà tiền của không đem lại cho chúng ta niềm vui đích thực. Often we seek pleasure in a life without moral values, where everything is allowed. Và đôi khi chúng ta đi tìm cái thú vui trong một cuộc sống không có tuân theo giá trị tinh thần, giá trị lương lý nào cả. But this kind of pleasure is not real joy. Nhưng mà đi tìm thú vui như vậy thì chắc chắn không phải là niềm vui đích thực. Money and the pleasure of the life are passing, are finishing. They don't last in our heart. Tiền của và những cái thú vui giải trí là những gì nó sẽ qua đi, nó sẽ không thể tồn tại trong tâm hồn chúng ta. Joy is real only when it's lasting in our life, in our heart. Và chỉ có niềm vui đích thực nó mới tồn tại trong tâm hồn của chúng ta. And only God can give us joy in our heart. Và chỉ có Chúa, chỉ có Chúa mới ban cho chúng ta niềm vui đích thực. So, in this sophisticated society of today, our witnessing of the joy of our faith is communicating to others that God has the priority in our life. God first. Và như thế là để không truyền cái niềm vui cho chúng ta, cho anh chị em, thì chúng ta phải sống làm sao để không truyền Chúa cho anh chị em, vì Chúa là nguồn niềm vui đích thực. And where you find the source of the joy? Và ở đâu chúng con tìm gặp được cái nguồn mạch của niềm vui? The source of joy is in the Eucharist. Và nguồn mạch có niềm vui, chúng ta nói đây niềm vui đích thực đó, nguồn mạch nó ở nơi Bí tích Thánh Thể. When Jesus is within us, in our heart, we are joyful, we are happy, we can witnessing His joy to others. Và khi Chúa Giêsu hiện diện trong tâm hồn của chúng ta có niềm vui và chúng ta mới có thể làm chứng cho niềm vui đó với anh chị em chúng ta. Joy is in the Word of God. Listening to His voice, our spirit is rejoicing. Và niềm vui còn là sự lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng ta, nghe được tiếng Chúa nói với chúng ta, đó là niềm vui. Because the Word of God is a source of real happiness. Và chính Chúa là cái nguồn mạch cho cái nguồn hạnh phúc thật sự của chúng ta. Joy is in the friendship with Jesus. Niềm vui luôn luôn là có hiện diện cùng với Chúa Giêsu. You young people, you do like very much keep in touch with your cell phone, your SMS, your texting to others, your friendship. Every day you send text messages to your friends. Also to Jesus, you should send your messages, your short messages of love, of friendship. Và chúng con những người trẻ, chúng con sử dụng telephone đó, chúng con text, chúng con gửi những cái bản văn cho nhau, những lời cầu chúc cho nhau, chúng con để liên lạc với nhau.
thì cũng vậy, đối với Chúa Giêsu, chúng con cũng phải giữ cái sự liên lạc với Ngài như vậy. Jesus likes your messages and He expects every day many of them remember to send to Him your messages of love. Và Chúa Giêsu yêu thương chúng con phải nhớ rằng mỗi ngày chúng con cần phải gửi những cái lời nói yêu thương cho Chúa Giêsu. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta cảm ơn Đức Công Sứ. Ngươi là Đức Công Sứ đã cho chúng ta biết trong năm đức tin này chúng ta phải tuyên xưng đức tin, cử hành đức tin và sống đức tin. Tôi sẽ lên một băng reo và các bạn sẽ đáp lại ba lời gửi gắm của Đức Công Sứ muốn gọi cho giới trẻ chúng ta trong năm đức tin này. Tôi hô giới trẻ, các bạn sẽ hô lên tuyên xưng đức tin. Tôi hô giới trẻ lần nữa thì các bạn sẽ cử hành đức tin. Và tôi hô giới trẻ lần nữa các bạn sẽ sống đức tin. Và chúng ta vỗ một tràng pháo tay thật to và thật lớn để chúng ta quyết tâm chúng ta sống năm đức tin này, đúng không các bạn? Giới trẻ nhỏ quá làm lại. Cầu đâu, cầu đâu, cầu đâu, cầu đâu, nó đâu, nó đâu. Rồi các bạn ơi, giới trẻ, giới trẻ, giới trẻ, một ngày nó tay thật to và thật lớn các bạn ơi, để chúng ta quyết tâm ta sống trong năm nước như này. Bây giờ đây xin mời một bạn giới trẻ khác chúng ta đặt câu hỏi cho Đức Công Sứ. Yes, Your Grace, the message of the Holy Father Benedict for the World Communications Day of 2012 with the topic Silence and Word, Path of Evangelization. Could you please explain to us in more details about the significance of this topic? Thank you. Silence is a way to communicate to others. Sự im lặng cũng là một cách thức để truyền thông với người khác. To say something to others, we don't need always words. Để truyền thông với người khác một điều gì đó, thì cũng không phải luôn luôn chúng ta cần lời nói. When two young people fell in love each other, they don't need many words to express their love. Khi người trẻ yêu thương nhau thì không cần phải nói nhiều lời để nói lên tình thương của họ với nhau. It is enough to see and to express with the face. Chỉ cần với nhau, chỉ cần nhìn thấy nhau mà thôi và diễn tả cái đó qua cái gương mặt của mình. And the expression of the body in silence tells much more than words. Và những cái thể hiện lên cái gương mặt của chúng ta đó nói lên còn nhiều hơn là những lời nói nữa. So silence is not lack of communication, but it's a part of communication. Và như thế đó, sự thinh lặng không phải là thiếu vắng sự truyền thông, nhưng thinh lặng đó là thành phần của truyền thông. And in this noisy today society, where silence is no more present, we should be also people of silence. Và trong cái thế giới ồn ào của ngày hôm nay, thì mỗi người chúng con, mỗi người chúng ta cần phải trở thành kẻ tôi biết là giữ thinh lặng, biết cái giá trị của sự im lặng. Because silence is important to listen to others. Và vì thế im lặng cũng là quan trọng để cho chúng ta biết lắng nghe người khác. Because silence is important to meditate in our mind. Và thinh lặng cũng rất quan trọng để giúp cho chúng ta suy nghĩ, suy niệm trong lòng của mình. Because silence is important to discover the presence of God in our life. Và như thế, thinh lặng cũng quan trọng để giúp cho chúng ta khám phá ra sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn của chúng ta. We honor Jesus as the Word of God.
chúng ta tôn thờ Chúa Giêsu Kitô như là lời của Thiên Chúa. But to be able to listen to the word of God, we need silence in our life. Nhưng để chúng ta có thể lắng nghe lời của Chúa nói với chúng ta, thì chúng ta cần phải sống thinh lặng, cần sự thinh lặng. And to be able to announce to others the word of God, we need to meditate in silence that word. Và để thông truyền đức tin của chúng ta cho anh chị em chúng ta, thì chúng ta cũng cần sự thinh lặng để suy niệm lời Chúa trong tâm hồn chúng ta. So be also people of silence. Và như thế cho khuyên chúng con cũng trở thành hãy là những cái con người của thinh lặng, những con người biết giữ thinh lặng, sống trong thinh lặng. Cảm ơn. Cảm ơn. Chúng con dự định hỏi 4 câu hỏi, nhưng mà bây giờ đã hết giờ rồi, có 3 câu hỏi. Tôi đã hỏi nhưng mà Ngài đã kết hợp 3 câu hỏi và Ngài trả lời đủ hết 4 câu hỏi. Cho nên chúng ta có thể chấm dứt đây những lần cao khác. Chúng ta cho một hàng hóa tay thật to và thật lớn để chúng ta cảm ơn những lời dạy dỗ và hướng dẫn của Đức Thông Sứ. Và trong tâm tình đến yêu dành cho Đức Tổng Giám Mục, đứa trẻ chúng con xin có đôi lời gửi đến Đức Tổng Giám Mục. Praise with our love and appreciation to you. We would like to express our gratitude to you in some words. Trong kính Đức Thông Sứ, với tấm lòng cảm ơn cùng tinh thần hân hoan, chúng con xin gửi đến lời tri ân tha thiết dành cho vị cha chung Đức Benedicto thứ 16. Your prayer, Pontifical Benedicto, with our loving gratitude and joyful spirit, we would like to offer an explained grateful toast to the common Father Benedicto. Vì đã thương cử đến Đức Thông Sứ mến thương, như dấu chỉ quan tâm và dõi theo từng bước đoàn chim nhỏ xa xôi. For kindly building a loving pontifical representative as a sign of concern and looking after every step of a remote and small flock. Đức Thông Sứ viếng đây đem niềm vui trong Chúa đến cho người dân Việt cùng cầu Chúa ban phúc trên đất lành quê hương. The Pontifical Benedicto comes here to bring God joy to Vietnamese people and pray to God to bless the homeland. Các anh hùng tử đạo đã oai hùng giữ vững một niềm tin kiêu hùng vào quyền năng Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Of heroic martyrs who bravely maintained their proud belief in the power of God and His love. Chúng con cũng chân thành xin dâng lời cảm tạ vì chủ trang giáo phận đã hết lòng hướng dẫn trong công tác tổ chức để đoàn chiên chúng con được gặp Đức Thông Sứ trong bầu khí thân thương. We also sincerely offer our grateful words to the Father of the Diocese for guiding us most richly in terms of organization to best bring the God to the Pontifical Representative in loving atmosphere. Đôi lời xin gửi đến với tấm lòng mến yêu, kính chúc Đức Thông Sứ chuyến hành trình mục vụ hoàn thành thật tốt đẹp. Chúc Đức Cha Phaolô và toàn thể cộng đoàn đầy ân sủng trong Chúa. A few words to offer with our love for you, wish the Pontifical Representative pastoral journey with good results, wish Bishop Paul and the whole community the fullness of God's grace. Và giờ đây giới trẻ chúng con có món quà.
xoay và cuộc sống bóng thêm Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ.
Nãy giờ con ơi, bé